Kính chào quý vị. Khi nhắc đến cụm từ riêng tư, có lẽ nhiều người chờ đợi chúng tôi nói về drama của một nhân vật nổi tiếng nào đó. Được thôi, tôi sẽ nói về David Alaba. Tôi cần sự riêng tư khi mà trên người lại luôn kè kè cái thứ thiết bị kết nối được với cả thế giới. Nơi hiếm hoi ủng hộ cái quyền đó chắc là chỉ có rạp chiếu phim, với lời đề nghị khán giả xin hãy tắt điện thoại di động. Ở một góc nhỏ của triển lãm di động toàn cầu diễn ra tuần này tại Barcelona, có một người đàn ông 94 tuổi đang mân mê chiếc điện thoại dài hơn 30cm, nặng khoảng 1 cân. Ông tên là Martin Cooper, người đã thực hiện cuộc gọi đầu tiên từ một chiếc điện thoại cầm tay trên đường phố nước Mỹ cách đây tròn 50 năm. Cooper được ví như cha đẻ phát minh ra điện thoại di động, mở ra thời kỳ mà mỗi ông chồng đều có thể bị vợ gọi "Anh đang ở đâu?" vào bất kỳ lúc nào. Gừng càng già càng cay, Martin Cooper nhìn chiếc điện thoại thời nay và nói: "Điều tiêu cực nhất là chúng ta không còn bất kỳ sự riêng tư nào nữa, vì mọi thứ về chúng ta hiện đã được ghi lại ở một nơi nào đó và có thể truy cập được đối với những người có đủ mong muốn mãnh liệt để có được nó. Vì vậy một lần nữa, chúng ta phải học cách thích nghi với điều này." Ngài Cooper kính mến, tại sao nửa thế kỷ trước ngài không nghĩ ra sớm hơn về điều này? Làm sao có thể đòi hỏi "tôi cần sự riêng tư" khi mà trên người lại luôn kè kè cái thứ thiết bị kết nối được với cả thế giới? Nơi hiếm hoi ủng hộ cái quyền đó chắc là chỉ có rạp chiếu phim, với lời đề nghị khán giả xin hãy tắt điện thoại di động. Nhưng bây giờ thì đừng. Nếu quý vị không ở trước màn hình TV, hãy tiếp tục chuyển động 24 giờ bằng chiếc điện thoại của mình. Và đây là Mục Điểm Tuần. Kính chào quý vị. Khi nhắc đến cụm từ riêng tư, có lẽ nhiều người chờ đợi chúng tôi nói về drama của một nhân vật nổi tiếng nào đó. Được thôi, tôi sẽ nói về David Alaba, thủ quân của đội tuyển Áo, hiện đang đá cho Real Madrid. Người hứng bão chỉ trích, thậm chí là miệt thị trong tuần này từ các cổ động viên. Chuyện là bởi Alaba đã bỏ phiếu cho Messi xếp trên Benzema, đồng đội của anh ở Real, trong cuộc bình chọn FIFA The Best. Cuối cùng, Messi chiến thắng, còn Alaba bị gọi là kẻ phản bội. Hoảng hốt khi thấy hậu quả lá phiếu của mình, Alaba liên tục thanh minh và chỉ biết tự trách. Đã quá chủ quan khi nghĩ rằng bầu chọn cho ai là quyền riêng tư của cá nhân. Lẽ ra Alaba phải sống ở Việt Nam. Anh chàng sẽ hoàn toàn yên tâm nếu tham gia bình chọn cho quả bóng vàng, nơi mà mọi lá phiếu sẽ được giữ kín, chứ không kiểu riêng tư nửa vời giống FIFA The Best. Nên dù có tranh cãi là Tiến Linh hay là Văn Quyết xứng đáng hơn như vài ngày qua, thì cũng không có ai trở thành nạn nhân bị trút giận cả. Chia buồn với Alaba. Chuyện của anh cũng giúp chúng tôi hiểu thêm rằng khi đã là người có tầm ảnh hưởng, dễ bị để ý, thì việc anh làm đúng hay sai đôi khi không quá quan trọng. Góc nhìn và cảm xúc của cộng đồng mới là thứ đáng ngại nhất. Là một fan của Messi, cá nhân tôi giờ lại thấy quý Alaba, đặc biệt là khi cầu thủ này từng chia sẻ trên tờ Gazzetta của Italia 2 năm về trước: "Món mẹ nấu là ngon nhất, nhưng con thích đồ ăn Việt Nam." Chắc chắn rồi, nếu đến Việt Nam, tôi tin là Alaba sẽ như nhiều du khách khác bị ấn tượng nhất là bởi ẩm thực. Nhưng có một lưu ý nho nhỏ dành cho anh: nếu ra đường mà có chót lạ bụng, phải tìm gấp một chỗ để chút nỗi riêng tư, thì tốt nhất nên vào nhờ một quán cà phê hay là trung tâm thương mại nào đó, chứ đừng cố đi tìm một nhà vệ sinh công cộng. Đây là nhà vệ sinh công cộng từng đạt chuẩn 4 sao đặt tại công viên 23 tháng 9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bên trong, quá nửa số bồn vệ sinh nam đã tạm ngừng hoạt động, chằng chịt băng keo cuốn trước bồn, muốn xài được thì cũng phải loay hoay một chút. Nhà cậu cũng vậy, có cái kẹt cái không? Thường thường tôi đi toilet ở ngoài đường không à? Em đi vòng vòng chạy như cái một ngày 7-8 tiếng gì đó, em có chỗ để đi thôi à. Mấy cái không có chỗ đi, vô mấy cái siêu thị 24 giờ, mấy cái mini đâu đó, có cái có toilet, có cái không có. Đi uống ly cà phê cũng 20-30 ngàn, có đâu phải là giống như hồi xưa là 50 ngàn thì dễ có đâu anh. Mà bây giờ bắt toilet quá, biết làm sao.
3 giờ chiều trên phố Nguyễn Khang, Hà Nội, nhà vệ sinh công cộng này đã tạm đóng cửa. Được biết, nhân viên trông giữ tại đây khóa cửa vì bận việc cá nhân. Khi nào người ấy quay lại thì không ai biết cả. Một nhà vệ sinh cách bờ hồ Hoàn Kiếm khoảng 3 km. Thời gian sử dụng được niêm yết là từ 6 giờ sáng đến 22 giờ. Nhưng chưa đến 21 giờ, cánh cửa đã khóa. Một nhà vệ sinh khác ở trên phố Yên Phụ cũng đã đóng cửa từ lâu. 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều là hết. Người ta làm giờ hành chính mà. Đi vệ sinh cũng phải dình vào giờ hành chính. Thế nên một số người đành chọn những gốc cây ở gần đó để giải tỏa chuyện riêng tư. Hoàn cảnh này cũng giống như là lúc đi thi game show mà gặp phải câu hỏi khó vậy. Chỉ có điều gọi điện hỏi người thân thì cũng vô ích. Hoặc là bạn chọn phương án 50-50, 50 xui, 50 hên để tìm được một nhà vệ sinh công cộng còn mở cửa. Hoặc là bạn phải nhờ sự trợ giúp ngay tại hiện trường, mà tệ nhất là từ mấy bụi cây hay là bờ tường. Về lý thuyết, bạn sẽ bị phạt 250.000 đồng với lựa chọn tệ nhất này. Nhưng còn một câu hỏi phụ nữa có thể phát sinh nếu bạn chọn phương án tìm nhà vệ sinh công cộng. Câu hỏi đến từ chị lao công: em đã dội nước chưa? Là gặp hai cái giờ mới thử nhá. Cô ra cháu vào đấy, cô hỏi là thế cháu dội chưa? Cháu dội rồi. Cháu dội rồi. Vâng. À, thế thì còn người khác đâu, có thằng nó không dội. Cô hỏi nó bảo nó dội rồi. Vâng. Thôi thế là dội rồi thì mình trực tiếp đấy, mình biết mũ nước thì còn được. Không biết đâu, cãi nó dội rồi. Thế chịu thôi, chẳng hại giữ đầu giữ óc cả. Đó là những lý do tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vị trí thứ 66 và 67 trong cuộc khảo sát 69 thành phố du lịch thế giới về điều kiện nhà vệ sinh công cộng do tổ chức QS Supplies của Anh công bố hồi đầu tháng 2 vừa rồi. Với vị trí gần như chót bảng này, tờ Nikkei Asia của Nhật còn viết: đường phố thành phố Hồ Chí Minh có mọi thứ mà khách du lịch mong muốn, như là thức ăn ngon, lịch sử, kiến thức sâu sắc, cuộc sống sôi động, tất cả đều hấp dẫn, trừ nhà vệ sinh. Tôi nghĩ rằng nhà vệ sinh công cộng của các bạn cần phải cải thiện rất nhiều đấy. Ở trong đó rất mất vệ sinh, cần có người dọn dẹp và ý thức của người dân mỗi khi sử dụng nữa. Nếu tôi thấy một nhà vệ sinh nào ở trên đường, tôi sẽ tránh xa. Tôi dùng nó một lần, trong đó rất bẩn và mất vệ sinh. Tôi sẽ cố gắng đợi để về nơi ở, dùng nhà vệ sinh hơn là đi vệ sinh công cộng. Trước những phàn nàn không phải là lần đầu tiên của khách quốc tế, thì sáng ngày hôm qua, 3 tháng 3, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đã một lần nữa phải đốc thúc việc làm thêm nhà vệ sinh công cộng, kể cả là dạng lưu động, và phải làm ngay, không bàn thêm nữa. Thế mới thấy, dù chỉ là một nhu cầu hết sức riêng tư của mỗi cá nhân, nhưng để đáp ứng được thì vẫn cần phải có nguồn lực của cả tập thể. Internet giờ cho phép chúng ta kết nối từ xa với nhau, còn mạng xã hội giúp những con người xa lạ dễ dàng tụ hợp lại để tìm thêm sức mạnh. Thường thì chúng ta sẽ gọi đó là hội. Nhưng khác với các hội thành lập theo kiểu truyền thống, hội ở trên không gian ảo có nhiều cái lạ lắm. Một cái tên nổi lên ở trong tuần này đó là hội những người vỡ nợ muốn làm liều. Tôi sẽ miêu tả theo kiểu điện ảnh một chút cho hợp với cái tên giật gân của hội này, dựa trên một câu chuyện có thật. Vào một ngày đẹp trời cuối tháng 2, tiết xuân ngập tràn, có hai thanh niên hữu duyên đã tương phùng với nhau qua hội kín những người vỡ nợ muốn làm liều. Sau khi tính kế cùng với một số hội viên khác, người đến từ Long An, kẻ tới từ Thái Bình, đã hẹn nhau ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để mưu đồ đại sự. Mục tiêu là 5 tỷ đồng trong một tư gia. Nào thì bình xịt hơi cay, bả chó, dây thừng đều được chuẩn bị cặn kẽ cho phi vụ lần này. Thế nhưng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mọi kế hoạch của nhóm đã bị công an nắm bắt và triệt phá ngay khi chưa kịp thực hiện. Quả là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Hai thanh niên bị bắt, và đúng như tên của hội mà họ đã tham gia, hai người chính thức vỡ nợ, hết cách chi trả. Và đây cũng không phải là những thành viên duy nhất của hội những người vỡ nợ muốn làm liều. Một số đối tượng khác tại Hà Nội sau khi làm liều cũng vừa bị phát giác. Ngang nhiên dùng xà cầy cậy cửa quấn,
rồi đột nhập vào cửa hàng bán điện thoại, máy tính trên địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Và chỉ sau một đêm, 42 chiếc điện thoại iPhone 14 tại cửa hàng này với trị giá ước tính hơn 1,2 tỷ đồng đã không cánh mà bay. Trường hợp này là tội phạm đã có nghiên cứu về cửa hàng, và thứ hai là họ đã biết được là tình trạng là cất hàng hóa của bên mình là như thế nào. Những hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy đối tượng đã mặc áo mưa, bịt khẩu trang, đeo găng tay để xóa dấu vết và khó nhận dạng. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ của cơ quan công an, ổ nhóm gồm 5 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Các đối tượng này được xác định là đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại nhiều cửa hàng, siêu thị điện máy trên địa bàn các huyện Đông Anh, Mê Linh, Thanh Trì với thủ đoạn liều lĩnh. Dù gây ra nhiều vụ trộm cắp tại các địa bàn khác nhau, nhưng một điểm chung, ổ nhóm này đều là những thanh niên không có việc làm ổn định, cùng tham gia vào hội những người vỡ nợ muốn làm liều để rủ rê các đối tượng khác phạm tội lấy tiền tiêu xài. Bọn em quen nhau trên hội Facebook và có rủ nhau, hẹn nhau và rủ nhau đi gặp các siêu thị ở Đông Anh và Thanh Trì, Mê Linh và Vĩnh Phúc. Thì bọn em phân công nhau là cùng mấy người một việc. Cùng nhau kết bạn để cùng nhau đi trộm cắp, nên kết cục giờ đây là cùng nhau vào tù vì cùng vi phạm pháp luật. Thế mới thấy người xưa nói rất chuẩn: chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà học. À, với thời nay thì phải thêm vế nữa: chọn hội mà vào. Nói thế để khẳng định rằng dù môi trường mạng xã hội có làm sinh ra thêm nhiều cái hội quái dị và lệch lạc, thì song song với đó cũng có thêm rất nhiều hội nhóm với chí hướng và mục tiêu tốt đẹp. Vấn đề là lựa chọn của mỗi người mà thôi. Ví dụ như hội này, Hà Nội Xanh, với khoảng 1,1 nghìn người theo dõi trên Facebook và hơn 140 thành viên hoạt động thường xuyên trên Zalo, họ có chung một sở thích khá là khác biệt. Thí dụ như khi chúng ta đi ngang qua con sông Tô Lịch hay là sông Nhuệ, phản xạ thường thấy sẽ là phóng thật nhanh, khó chịu quá thì phải nín thở. Nhưng ở dưới lòng sông, các hội viên của Hà Nội Xanh thì lại tự nguyện ngâm mình ở trong rác. Đây cũng sẽ là câu chuyện cuối cùng trong mục điểm tuần của hôm nay. Rác thải sinh hoạt hay phế liệu xây dựng thì đều xuất hiện ở những bờ sông như thế này. Và với những đồ găng tay và đồ bảo hộ vẫn còn đơn giản, thì để dọn sạch những bờ sông nhiều rác như thế này thì những tình nguyện viên buộc phải ngâm mình nhiều giờ để thu gom rác. Làm được khoảng 2 tiếng thì mọi người cố gắng làm nhanh ở dưới nước rồi cho lên thôi. Mùi thì rất là hôi, rất là bẩn, rất là nhiều muỗi nữa. Chỉ 2 tiếng, nhưng có lẽ phải hơn, khi thường một buổi thu gom rác của nhóm tình nguyện này sẽ kéo dài tầm 5 tiếng. Dù hào hứng tham gia, nhưng với tình nguyện viên là nữ, vẫn cần sự quyết tâm rất lớn. Phải đụng vào những cái rác thải thối ấy chị. Nó bẩn rồi, hoặc là em sợ bị đứt chân, đứt tay, mảnh sành các thứ với cả kim tiêm. Đến cái giờ mà em đi rồi, em còn suy nghĩ là không biết nên đi hay là đi. Nhưng mà cuối cùng em vẫn đi. Có thời gian vứt ở đấy rất là nhiều, đống một đọng trên bờ rất là nhiều. Nhưng một thời gian ấy thì bọn tôi đã cấm rồi. Viết biển thì đã có hiệu quả rồi, thì không ném rác trên bờ nữa. Thì bây giờ lại ném sông. Không cứ gì sông mà lại còn rác thải xuống dòng sông. Bây giờ nó lại bốc lên, nó lại càng nghĩa là ôi thối nữa. Đấy, cũng may là hôm nay nó mát rời đấy. Còn nếu như nó mà nắng đêm cái thì không thể thì chịu nổi. Liên tục thu gom, nửa buổi chiều, nhóm tình nguyện viên đã thu được khoảng hơn 40 túi rác lớn. Thế nhưng theo ước chừng, đây mới chỉ là 40-50% lượng rác tại điểm này. Thực tế là mình bới có chỗ là nó hết, có chỗ là ví dụ như những cái bạt phủ ni lông to đấy là mình sẽ không thể nào lấy được hết. Vì bên dưới nó còn vướng rất là nhiều thứ, cây cối các thứ. Thành lập từ tháng 12 năm 2022, nhóm tình nguyện Hà Nội Xanh đã triển khai hơn 20 buổi thu gom rác khắp các con sông ô nhiễm. Mọi người ơi, tiếp tục nào, tiến độ mới được 30% lên. Nào, tiếp tục, mọi người ơi. Và đây là mục điểm tuần.